tư duy, quan điểm sống, cách làm việc, cách nhìn và cách đánh giá sự việc mà cô giáo có được nha. Em muốn mượn lăng kính của cô để bắt chước. Cái cách như tư duy á, như nhìn cái cuộc sống, khi mà Nhi lớn lên Nhi luôn thắc mắc được là Nhi luôn hỏi vậy nè, cái câu là tại sao mình ở trên cuộc đời này, tại sao mình đẻ ra, tại sao mình đẻ ra mà mình không có giống ba mẹ mình, tại sao ba mình suy nghĩ vậy, tại sao mẹ mình suy nghĩ vậy, tại sao bà con hàng xóm suy nghĩ như vậy, tại sao những người xung quanh mình suy nghĩ như vậy, và tại sao mình khác với tất cả mọi người như vậy. Rồi từ cái đó Nhi cứ đi tìm kiếm, Nhi cứ đi ra tìm kiếm phía bên ngoài như tất cả những bạn trẻ khác, đi ra đi làm, đi va chạm, đi đụng người này người kia, ép bản thân mình phải giao tiếp, mặc dù mình rất là ghét nói chuyện. Nhi là một cái đứa trẻ rất là cọc mịch, lúc mà Nhi còn nhỏ Nhi không có nói chuyện, Nhi lầm lì, Nhi hậm hực, nhưng mà không có sự chọn lựa, mình đi làm mình phải biết bán hàng đúng không, thì đó là cái nó đẩy Nhi một cái người, bởi vì Nhi có quá nhiều câu hỏi lúc Nhi còn nhỏ. Mà Nhi cần thấy á, những cái người mà càng đặt nhiều câu hỏi á, họ càng phát triển rất là nhanh, tại vì họ quyết liệt với cái câu trả lời họ muốn có trong cuộc đời. Cái quan điểm sống của Nhi là Nhi sẽ không bao giờ làm những cái gì mà trái với đạo đức, trái với liêm sĩ của Nhi. Ví dụ Nhi hay giỡn giỡn các bạn về cái chuyện đa cấp, nhưng mà Nhi rất là nghiêm túc với cái chuyện là Nhi không bao giờ tham gia hoặc là tiếp tay cho đa cấp. Nhi không bao giờ ủng hộ cái quan điểm đó, và Nhi rất ghét đa cấp, Nhi rất ghét cái điều đó luôn. Nhi rất ghét những cái người mà dùng cái trí thông minh của mình, dùng cái cảm xúc của mình để điều khiển người khác. Đối với Nhi đó là kịch liệt, Nhi rất ghét. Tại vì đối với Nhi á, nếu như bạn thật sự giỏi, nếu như bạn thật sự thông minh á, bạn phải đi làm những cái gì ngoài đường kia để cống hiến cho cuộc đời này tốt hơn, chứ không phải là dùng cái trí thông minh của mình và dùng cảm xúc của mình để lợi dụng những cái người dốt nát hơn mình hoặc là cảm xúc kém hơn mình. Tại vì các bạn biết những cái người mà ở cái tầng như Nhi á, có hai loại người. Một người sẽ dùng cái khả năng này để đi làm những cái chuyện mà các bạn biết những cái chuyện đó là những cái chuyện gì rồi, những cái này thì Nhi không cần nói. Và có một cái loại người thứ hai là sống như Nhi vậy, kiểu như rất là đơn giản, không có muốn, không phải là mình không làm được, nhưng mà mình sống phải có đạo đức, phải có liêm sĩ, và những con người như Nhi sẽ khổ hơn. Khổ hơn là sao? Tức là Nhi sẽ không có thể nào mà bán danh dự của mình để mà trở thành một cái người tỷ phú thế giới xạo quần được. Tại vì đối với Nhi, nếu như Nhi muốn làm giàu trên xương, trên máu, trên nỗi khổ, trên đau khổ của những người nghèo, Nhi dùng dốt, tại vì thật sự họ dốt thiệt, dốt nát và không, và cảm xúc của họ yếu đuối á, thì Nhi không đáng để sống trên cuộc đời này. Thì đó là cái quan điểm sống của Nhi. Nhi sẽ không giúp được họ nhiều, tại vì họ chọn cái sự dốt nát đó, họ chọn cái sự nghèo nàn đó, họ chọn cái sự khổ đau đó. Nhi tôn trọng điều đó, Nhi tôn trọng mọi người là khác biệt, Nhi không thể ép người ta làm giàu được, nhưng mà Nhi cũng sẽ không đụng đến họ, Nhi cũng sẽ không lừa lọc họ, Nhi cũng sẽ không đem cái chuyện cảm xúc ra để mà dụ dỗ họ khóc lóc năn nỉ lạy lục để mà làm những cái chuyện mà thất đức để mà lấy tiền từ họ. Nhi có thể làm được nhưng mà Nhi sẽ không bao giờ làm, bởi vì Nhi biết Nhi thông minh, Nhi thích thì Nhi làm được thôi, nhưng mà Nhi sẽ không thể làm. Thì đó là cái quan điểm sống của Nhi. Cách làm việc của Nhi đó là Nhi tôn trọng tất cả mọi người công bằng bình đẳng với nhau, mọi người đều có những cái trí thông minh khác nhau, trí khôn khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, lối sống khác nhau, nhưng tất cả đều được có bằng cái xương máu của mười mấy năm đi làm, đi học, trưởng thành, trải qua những cái ví dụ như cuộc sống nội tâm của họ. Và đối với Nhi tất cả mọi người ngồi kia đều là thầy của Nhi hết, thậm chí những các bạn đặt câu hỏi ở đây đều là thầy của Nhi hết, tất cả các bạn đều là thầy của Nhi. Mỗi ngày các bạn đặt câu hỏi, các bạn lại nhắc Nhi lại về cái quá khứ của mình, khi mà mình ở Việt Nam mình là một con người như thế nào, mình là một người con gái như thế nào, mình có cái suy nghĩ như thế nào, mình hoang mang như thế nào, mình bối rối như thế nào, bế tắc như thế nào, mình không tìm được cái sự giúp đỡ như thế nào. Thì các bạn cho Nhi nhìn thấy được những cái điều đó lại để mà Nhi học lại được, là ngày hôm nay Nhi đứng được ở đây là nhờ Nhi trải qua những cái đó, và Nhi sẽ không bao giờ trốn tránh đi những cái trải nghiệm đó, nó vẫn ở đó, Nhi vẫn cảm nhận được. Thậm chí bây giờ Nhi đang nói chuyện với bạn, Nhi vẫn cảm nhận cái ngày như vậy luôn. Thì đó là cái mà cái cách Nhi làm việc đó là công bằng, tôn trọng tất cả mọi người, không có coi là mình thông minh hơn tất cả mọi người hoặc là mình thông minh nhất hoặc là đại loại như vậy. Mặc dù mình là người lãnh đạo, mình cứng hơn tất cả mọi người dựa trên mình, mọi người tâm sự với mình, mọi người hỏi ý kiến của mình là người đưa ra quyết định, nhưng để có được cái sự tôn trọng đó, nó đòi hỏi phải là một quá trình tôn trọng ngược lại. Ví dụ như Nhi không tôn trọng cái nhóm của Nhi, Nhi không tôn trọng team của Nhi, tất cả các bạn sẽ không có làm việc với Nhi, đúng không? Nhi phải coi các bạn như gia đình của Nhi, Nhi phải trân trọng các bạn, cũng như chính các bạn đang coi kênh của Nhi. Nếu như không trân trọng các bạn, Nhi không coi trọng cái cách các bạn đặt câu hỏi, Nhi không trả lời các bạn một cách chân thành, sẽ không có ai coi kênh Nhi hết, sẽ không có ai cảm thấy cái sự giúp đỡ của Nhi là cần thiết hết. Một cái leader, một cái người lãnh đạo là vô dụng nếu mà không có những cái người tín nhiệm và tuân thủ theo pháp luật. Ví dụ như vậy, các bạn có bao giờ các bạn nghĩ có tại sao có những đất nước, những cái thủ tướng chính phủ, những cái tổng thống mà dân nó không có nể không? Và tại sao có những cái đất nước hả, nó rất là thầm lặng mà dân nó lại rất là nể những người tổng thống hoặc là thủ tướng đó? Các bạn sẽ đặt câu hỏi, thì đó mới là những cái nhà lãnh đạo chân chính.
đó là bạn không cần phải đi hô hào à đi theo tôi đi, tôi rất là giỏi. Bạn nếu bạn là một người lãnh đạo chân chính, người ta tự đi theo bạn, bạn sẽ không cần phải kêu ai hết, bạn sẽ không cần phải réo ai hết. Và một người lãnh đạo chân chính đó là một người phải tôn trọng tất cả mọi người. Cách nhìn và đánh giá sự việc của chị rất là đơn giản, cho là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó đến nó đều có lý do hết, và bất cứ một sự việc nào xảy ra chị sẽ nhìn cái sự việc đó bằng cách là chị học được cái gì từ cái đó, nhiều hơn là chị coi nó là cái sự thua lỗ, sự mất mát hay là sự vấp ngã hay là sự thất bại. Chị không có coi nó như vậy. Bất cứ cái gì đến trong cuộc đời của chị, đối với chị đó là một bài học, học được cái gì từ cái đó lần sau mình không có mắc cái này nữa. Chị không phải là thánh thần, chị cũng vẫn mắc khuyết điểm hàng ngày, ok, dù là một nhà lãnh đạo chị vẫn mắc khuyết điểm hàng ngày. Và cái khó nhất để làm một người lãnh đạo và mắc khuyết điểm đó là em phải nhận lỗi và em phải chịu trách nhiệm. Thì cái đó chị đã học được mấy năm rồi, mỗi lần chị làm sai cái gì hay chị làm thất thoát một cái gì hay là chị làm ảnh hưởng cái gì trong nhóm, chị sẽ là người chịu trách nhiệm về cái điều đó. Như chị nói đó là chị sống rất là đầu đội trời chân đập đất, chị rất là honest, có nghĩa là chị sống trung thực với chính mình. Nếu chị làm sai chị sẽ nói chị làm sai, chị không có nói chị hoàn hảo. Chị không phải là một người hoàn hảo nha. Bây giờ em muốn mượn cái lăng kính của chị để em làm được cái điều đó, thì những cái chị vừa mới chia sẻ, nếu như em có thể cảm những cái điều chị vừa chia sẻ, nếu em có thể nhận thấy những cái điều đó em có thể làm được thì em hãy thử. Nó sẽ không có dễ, chị phải nói thiệt, nó sẽ không có dễ. Tại vì trên con đường á mà em đi làm những cái điều mà em muốn á, em biết rõ em muốn cái gì á, nó sẽ có cạm bẫy, nhất là tiền. Tiền là cái cám dỗ nhiều nhất. Nghĩ là cái tôi của chị đang livestream không ạ? Chị không quan tâm em. Nếu như cái tôi của chị livestream thì sao? Tại sao chị phải nghĩ? Chị biết chị là ai mà. Những cái câu hỏi này là rác rưởi đối với chị. Chị sống trên cuộc đời chị hiểu rõ chị là ai, chị đâu có cần thiết là người này phải hỏi chị có phải cái tôi của chị có phải người tốt, chị có phải cái này cái kia không. Chị sống cho chị đâu có sống cho ai đâu. Và chị không có và chị cũng không có cần người khác phải coi trọng cái chuyện là cái tôi của chị đang livestream hay thật sự chị là livestream. Chị đang hỏi ngược lại là các bạn có học được cái gì từ cái chuyện chị bày hay không? Các bạn có lấy về nhà được cái gì hay không? Các bạn có dùng nó để áp dụng cho cuộc đời mình khá lên hay không? Đối với chị cái điều đó nó quan trọng hơn. Và dù cho đó là cái tôi của chị đang nói, rồi đó là cái lòng tham, đó là cái sự ích kỷ của chị muốn mọi người giỏi hơn thì sao? Nó đâu phải là một sự ích kỷ xấu đâu, nó đâu phải là một lòng tham xấu. Và chị cũng không có gì nhục nhã để nói điều đó. Chị nói thẳng luôn, chị muốn tất cả mọi người tốt lên. Như thường lệ đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu bạn là người đầu tiên vô livestream, chưa bao giờ coi kênh của Nhi, chưa bao giờ like và share và subscribe, và quan trọng là nhấn nút cái chuông nữa.